bạn. Nếu các bạn đang đi tìm một chiếc quạt lửng có điều khiển từ xa, vận hành êm ái mà thiết kế lại nhỏ gọn đẹp mắt, thì không thể bỏ qua chiếc quạt lửng Panasonic với model là F308NH này. Sau đây hãy cùng quý đi tìm hiểu kỹ hơn về chiếc quạt này nhé. Được phân phối chính hãng tại điểm máy Quang Hạnh với mức giá vô cùng ưu đãi, kèm gói bảo hành lên tới là 12 tháng. Ngoài ra, điểm máy Quang Hạnh sẽ hỗ trợ đổi mới trong vòng 7 ngày nếu có lỗi cho nhà sản xuất, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm nhiệt tình 24/24. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.